Dạ chào cô. Dạ chào thầy. Về thầy Vinh ơi. Ờ dạ. Mình kiếm quán nào làm trà chay đi hả? Không, tôi phải về rồi. Chết rồi. Chắc là thầy Phúc giận mình thiệt rồi. Đi về cũng không chào mình tiếng nữa. Sao bây giờ? Thầy Phúc ơi, em sẽ đi coi ca nhạc với thầy. Thầy ơi, tối nay em sẽ đi coi ca nhạc với thầy. Thầy Phúc, em chấp nhận lời mời của thầy rồi nè. Chị Năm ơi. Rồi. Đủ hết rồi, bây giờ chỉ chờ bà thầy tới là mình cúng thôi. Ông Nghĩa mà ông biết được chuyện này hả? Ông la tụi tôi á, rồi ông chửi tụi mình á, mê tín dị đoan làm chuyện tào lao. Bà yên tâm đi, ông đi tới khuya ông mới về. Trời ơi, tôi nói thằng con tôi kỳ này phải đổi đời mới được chứ. Trời ơi, mà biết không, tôi bỏ 10 triệu để bước bà thầy vậy nè. Chào mẹ, chào mấy gì? Ủa? Nay nhà mình cúng cái gì vậy mẹ? Nay đâu phải rằm, cũng đâu phải đám giỗ của ai đâu. Ủa mẹ tưởng con về trễ, sao về sớm vậy? Dạ tại vì vé máy bay của dì con bị delay rồi cho nên không có về được. Mà này là cái gì vậy mẹ? Trời ơi, 6 giờ rồi mà thầy Phúc còn chưa gọi điện nữa. Có khi nào làm giáo riết rồi thầy Phúc không rủ mình luôn không ta? À, ngu quá. Dạ alo. Dạ. Hả? Hả? Dạ lộn số rồi. Mẹ, mẹ biết là ba con với con không thích ba cái trò này. Bởi vậy mẹ mới là đợi là ba con với con không có nhà đó thì mẹ mới làm, nhưng mà đâu có ngờ hai người sao đi về sớm quá. Con là con không nghĩ mẹ có thể bỏ tiền vô mấy cái trò mà mê tín dị đoan này luôn đó mẹ. Bây giờ mẹ nó nghe lỡ rồi con, thôi mẹ sai, nhưng lỡ đưa tiền cho người ta rồi bây giờ mà quỷ một cái rồi ơi, rồi bạn bè mẹ chờ ngoài trước mẹ mất mặt lắm. Cho mẹ làm lần này đi nghe con. Con nói mẹ nghe nha, thà mẹ lấy 10 triệu đó mẹ làm từ thiện, tốt cho gia đình mình, tốt cho anh Hạnh hơn nữa đó. Biết rồi. Còn anh nữa. Anh biết gì đâu em. Biết cái gì? Anh là không biết cái gì hết á. Em không nghĩ là anh hùa theo mẹ, đáng lẽ em phải can mẹ chứ. Thôi đừng có la thằng Hạnh, tất cả là của mẹ, mẹ biểu nó. Thôi bây giờ như là bao nhiêu chuyện sai trái là mẹ nhận hết. Bây giờ con hứa đi, con hứa là con cho mẹ làm lần này rồi mẹ hứa mẹ sẽ không làm nữa. Bây giờ con đi về nhà mẹ con chơi đi, cúng kiến xong cái mẹ dọn dẹp sạch sẽ rồi cái con mẹ gọi điện thoại cái con về ha. Không, con sẽ ở lại coi. Ở lại. Vậy thì hai vợ chồng mình coi chung. Yeah. Mấy bà xí ra chào quá. Dạ dạ, con mời thầy vô ạ. Cung thỉnh mời thầy. Đây là dâu của nữ đây hả? Trời ơi, đúng là thầy mà. Mới nhìn mà biết là con dâu. Dạ, nó là con dâu của con. Cái ta mà ngươi cũng dám nhìn ta trừng trần vậy hả? Chớp mắt người đó thua. Anh không được làm như vậy, mạo phạm hiểu chưa? Tưởng đâu ai nhìn lâu chớp mắt người thua. Ăn
cơm nè bà. Chị Hiền. Hả? Bà nghe tôi nói gì không vậy? Ồ, bà nói gì vậy? Ăn cơm nè. Ờ, bà có bị gì không đó? Alo. Điện thoại của tôi mà. Alo. Hỡi thần linh, ta cần sức mạnh của người để ta tiêu diệt những đám ma quỷ này. Cái gì vậy thầy? Số của nữ thật là đen đủi, suốt đời chỉ phục vụ cho dâu rể con cháu, thật là tội nghiệp. Ta nói với ngươi là các con của ngươi đang gây rắc rối cho ngươi. Còn ngươi, ma quỷ đang núp ở trong người ngươi phải tan biến đi, nếu không ta trừng trị ngươi. Cái gì vậy? Trời, con bị cái gì vậy? Sao nó làm như ai dựa nó vậy? Sao bà thầy ơi, sao bà kêu nó lên chi vậy? Em ơi em, ngươi làm gì vậy? Ngươi định làm gì? Không được bất thầy. Ôi, kêu tao lên đi. Quang anh ơi, Quang anh ơi, đừng giết người, đừng giết người. Tám giờ rồi. Đi đâu rồi trời? Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Cô Hiền, cô tới đây có chuyện gì vậy cô? Ô Mẫn, có chú Phúc quen ở nhà không? Sao cô liên lạc ngoài mà không được vậy? À, chú Phúc hả? Chú Phúc mới chạy lên trường rồi cô. Chú đi quên điện thoại trên trường á. Hả? Đi quên... Đi quên điện thoại trên trường. Chết cô rồi, chết cô rồi, chết cô rồi. Sao rồi con? Không sao đâu mẹ. Cổ bị rối loạn tiền đình á, chút xíu nữa tỉnh à. Chứ bà làm bộ chứ bà không có tài năng gì hả con? Chứ gì nữa, tài năng gì đâu, người tài năng là vợ con nè. Trời ơi, vợ con làm mà con tưởng nó có ai nhập thiệt không à. Trời ơi, mẹ cũng hết hồn, công nhận con Hoàng Anh nó tài năng thiệt. Nó làm cho mẹ tưởng là có ai nhập nó, mẹ hết hồn hết vía luôn vậy đó. Sợ. Con phải làm vậy để vạch mặt bả, chứ không thôi để mẹ mê tính hoài sao được. Đúng thôi, rồi mẹ biết lỗi rồi. Tỉnh rồi. Tỉnh rồi kìa. Chị ơi, chị thấy trong người sao rồi? Khỏe chưa cô? À, Nhân ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Ngươi đừng lại đây nha, để tao mẹ cổ ngươi đó. Thôi thôi chị ơi, chị xả vai đi, ở đây biết hết rồi chị ơi. Thôi đừng đóng kịch nữa, trời ơi, thì ra bảo có tài năng gì trơn á. Ngữ nói sao? Trời ơi, Ngữ nói sao? Quá đi. Sao dễ sợ không, lắc lắc cổ nữa. Còn Nam nữa, tao mẹ cổ Nam luôn á. Trời ơi, bà lắc lắc, thôi bà gãy cổ bà bây giờ đó. Giờ tôi có bỏ cái toa thuốc ở trong túi bà đó, bà về mua thuốc uống trị rối loạn tiền đình đi. Nói sao? Nói sao gì nữa? Lắc hoài luôn kìa. Bà mà còn lắc nữa là tôi báo công an đó nha. Công an? Ừ.
Nghe con ba sợ quá xỉu nữa rồi. Trời ơi cổ ghê. Ôi trời. Có cái kiếm nè. Hay không? Mừng quá. Tin nhắn gì vậy? Ê, cái gì vậy? Nè, nè, cô làm gì vậy? Trả điện thoại cho tôi. Cô Hiền, cô Hiền, cô Hiền, trả điện thoại cho tôi. Cô Hiền, cô Hiền, trả điện thoại cho tôi. Cô Hiền, cô Hiền, cô Hiền, trả điện thoại. Cô Hiền, cô Hiền, cô Hiền, cô làm gì vậy? Cô Hiền, trả điện thoại cho tôi. Cô làm gì vậy? Anh giận em rồi hả? Anh gọi lại cho em đi, em muốn nói chuyện. Em đã sắp xếp xong xuôi công chuyện hết rồi. Mình đi xem ca nhạc chung với nhau đi. Nhận tin thì gọi lại cho em nha. Anh à, sao anh không gọi cho em vậy? Anh gọi lại cho em đi, em năn nỉ anh đó. Em sẽ không làm giá nữa đâu mà, hãy gọi lại cho em nha. Anh à, em thích anh. Em thích anh nhiều lắm. Xin anh đừng đối xử với em như vậy nữa. Em xin anh đó. Cô Hiền, trả điện thoại tôi. Cô làm gì vậy cô Hiền? Sao lấy điện thoại tôi vậy? Dạ em gửi tin nhắn cho bạn em mà nhắn lộn qua điện thoại thầy. Em sợ là phiền thầy. Ủa mà cô nói tối nay cô bận mà sao cô có mặt ở đây? Thầy nói gì? Em nhức đầu quá em không nghe được. Em xin phép thầy, em về em nghỉ ngơi cái. Em nhức đầu quá thầy ơi, em. Ủa nè, cô nói cô về mà sao cô vô đó? Có bị gì không vậy? Em chỉ về. Em chỉ về đâu vậy thầy? À về đứng này. Vậy hả? Dạ. Ờ bà nào để tôi đưa cô về. Đi luôn thầy ơi. Đáng lý ra giờ này tôi với cô đang ngồi coi ca nhạc rồi. Nhưng cô nói cô không coi nên tôi cho thầy Vinh rồi. Không có sao hết trơn á thầy. Đi với thầy á, đi đâu cũng thấy vui hết á. Cô nói gì? Thì vậy đó. Cô lạnh hả? Tôi cởi áo cho cô mặc nha. Dạ. Cởi lẹ đi thầy. Tôi tưởng là cô không cần chứ. Cần chứ. Cảm ơn thầy Phúc. Mình sẽ không bao giờ làm giá với thầy Phúc nữa.